Hello, hello. Xin chào tất cả các quý khách đã quay lại với cửa hàng Marketing Tái Quang. Thì hôm nay Liêm có một bộ đôi rất là xuất sắc. Bên Liêm sắp làm cho khách hàng đây. Thì Liêm sẽ ráp cái chồng Transition Classic của dòng Essilor Pháp ha. Cái dòng Crystal Essilor ha. Thì để vào cái gọng kính Gentle Monter sau sai. Thì mọi người xem nè. Thì bên Liêm sẽ ráp cái sản phẩm này ha. Đây là cái sản phẩm dòng Liêm giới thiệu về cái chồng của Essilor trước. Thì đây là cái sản phẩm chính hãng của Essilor ha. Mọi người coi. Vẫn còn nguyên tem ha. Thì cái video này thì Liêm sẽ không chưa xé. Không có xé cái bao bì của Essilor. Thì để khách hàng Liêm tới Liêm làm ha. Thì khách hàng muốn muốn trực tiếp xé cái siêu này thì Liêm lên Liêm không có xé ha. Thì để khách hàng tới Liêm mới xé rồi Liêm ráp vào cho mọi người coi. Thì khi ráp xong thì chắc khách cũng sẽ lấy kính luôn nên không biết có cơ hội để quay cái phần mà sau khi Liêm làm xong để cho mọi người xem nữa không ha. Nếu mà được thì Liêm cũng sẽ quay, còn không được thì mọi người cũng thông cảm cho Liêm ha, tại vì khách hàng muốn tới chính thức tới, một là xét siêu chồng, cái thứ hai là chờ Liêm làm luôn, Liêm làm xong thì khách hàng lấy luôn đó. Thì như vậy sợ thì sẽ không có cơ hội quay cho mọi người xem sau khi mà đã làm xong. Nhưng mà đây là cái chồng của Essilor Pháp đây, mọi người coi này, Essilor của Pháp ha. Được phân phối độc quyền của Essilor Việt Nam đó. Đây mọi người không, cái seal của nó rất là kính khách ha. Cái seal rất là đầy đủ. Đây là dòng Transition Classic ha. Cái dòng cơ bản của Essilor thì đi cũng sẽ ráp vào cái gọng Gentle Monter sau size, cái dòng đổi màu ha, dòng đổi màu khói này thì rất là đẹp. Nhưng này đây là cái gọng 2021 của bên cửa hàng Liêm ha. Để Liêm quay cho mọi người xem lại lần nữa. Rất là đẹp, mọi người thấy không? Cái dòng sản phẩm bên Liêm rất là sáng bóng ha, ở đây cực kỳ sáng bóng. Cực kỳ sáng bóng luôn. Chứ không có giống như những hàng khác trôi nổi trên thị trường ha. Bản clip chuẩn của dòng Gentle Monter mà ha. Cực kỳ sáng bóng luôn. Đây là cái gọng kính Gentle Monter sau size phiên bản rất là đang hot, làm mưa làm gió trên thị trường, không chỉ ở thị trường Việt Nam mà cả thị trường thế giới luôn ha. Nên cái dòng này thì những ai về tín đồ về Gentle Monter và kính thì chắc mọi người cũng sẽ biết cái dòng này rất là phổ biến ha. Còn đây là cái cặp chồng Essilor Transition Classic, Liêm sẽ chuẩn bị ráp vào cái gọng cho khách hàng đây ha. Đó rồi thì mọi người cũng mọi người ở trên mạng và những người ở những khách hàng tới mua gọng thì cũng muốn hỏi Liêm là cái gọng authentic của Gentle Monter sau size thì nó khác nhau so với những cái hàng rep layout như thế nào, thì Liêm cũng sẽ làm một clip nói về những thứ giữa rep và giữa layout nó rõ ràng để cho mọi người có cái cách nhìn và chọn gọng nó chuẩn hơn ha. Đây thì cái dòng kính này thì nó bao gồm cặp chồng nè, và đây là cái khăn ha, cái khăn, cái đôi khăn giấy đao chồng nè, cái khăn chính của Essilor, và cái thẻ này, cái thẻ chính hãng ha, Certificate of Authentic, và cái cách hướng dẫn sử dụng và bảo quản chồng, nó có một bộ đi kèm như vậy, đi kèm với cái chồng. Rồi thì Liêm giới thiệu tới đây ha, coi như là tạm xong cái phần 1 đi, nếu mà có cơ hội thì Liêm sẽ giới thiệu luôn phần 2, còn nếu mà không được thì cũng phải kết thúc cái clip tại đây thôi ha. Mọi người thông cảm cho Liêm chút xíu. Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Rồi. Hello, vậy thì Liêm đã làm xong cái chồng Transition Classic cho khách hàng luôn. Thì cái bao này là coi như là Liêm đã gỡ ra luôn rồi nè. Thì kính thì khách hàng đã lấy rồi. Và cái chồng nó cũng đã gắn luôn cho khách rồi. Nhưng mà tiếc quá thì khách ngồi đợi lấy nên Liêm cũng không có thể mang vô Liêm quay lại cho mọi người xem được. Thì chắc phải hẹn cho mọi người cái kính và cái gọng khác lần sau ha. Rồi, vậy thì coi như là Liêm đã làm xong cái chồng Essilor Transition cho khách hàng rồi. Thì khi nào Liêm có những cái dòng chồng mới thì Liêm cũng sẽ giới thiệu và Liêm quay lại cho mọi người. Đó.
Thì bây giờ coi như là Liêm kết thúc luôn cái clip tại đây nha. Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trước.